tổng hợp những tình huống hài động vật không cười không lấy tiền. Ê bà kia, tôi nhịn bà hơi lâu rồi nha. Ngờ đâu đang ủi tới á thì. U là trời, bà chỉ chụp một phát ngay cổ. Ê chơi mà chơi bóp cổ vậy má. Ngon, bỏ ra solo 1-1 phân tài cao thấp hôn. Bà chị vừa túm cổ vừa kêu cứu đồng đội. Tôi bay ra lẹ chứ tao gồng hết nổi rồi nè mấy con quỷ. Tiếp theo, anh chủ ngồi câu cá, cơ hó đứng sát bên hóng hóng. Hồi hộp quá. Ê, hình như dính cá rồi. Hải bà, lên nè. Hay quá Sen ơi, trưa nay có cá ăn rồi. Ai ngờ anh chủ đang gỡ cá á thì. Trời ơi. Rồi xong, bà lăn xăng hết nguyên thao cá xuống nước. Ê ê, chờ ta với, bà liều mạng lao theo. May mà anh chủ cứu kịp, chứ không mày thành hải cẩu rồi nha con. Còn đây, một chiếc chó tăng động. Ổng chạy một vòng rồi cuộn người ấy thì bất ngờ. Ổng lăn sao lọt cái tẩm xuống nước. Thứ mập địch mà còn lanh chanh, đúng là đánh chết cái nết hổng chừa mà. Đúng là mấy anh chị động vật chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng hết trơn hết trọi. Cười muốn sang chấn tâm lý luôn hả? Mà đáng yêu ghê luôn phải không mọi người? Comment chia sẻ cùng Tin Bà Phúc Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào!